Đây, mở đầu cái cuốn video này thì giới thiệu với quý vị một cây si búp hồng quý vị ạ. Đấy. Cây này là cây si to nhé, một cây si nói là rất là tương lai triển vọng để cho các anh em đầu tư này. Đấy, một cây si búp hồng rất chi là to. Đấy, các bác ngắm cho kỹ này. Cây si này thì đưa đây em giữ một đầu này. Nào, này nhá. Để tôi với cả chị Hoàng. Này đây, anh chịu vòng một phát đi. chơi lớn luôn, chịu vòng phát xem có hết thước không nào. Đấy. Kích thước rồi. Kích thước à? Ờ, rơi vào khoảng 3m4. 3m4. Ok chị, giữ nhá. Đấy. 3m4, quý vị thấy không? Quá ghê gớm. Chiều cao của nó đo nhé. Ok chị, chiều cao chị có thể đo được, chị đo để cho cả nhà ấy, nhà tham khảo. Một tác phẩm si búp hồng. Cao của nó 1m5. Vâng, cao 1m5 này. Đấy. Bác nào có kết thì alo 0399903128. Vâng. Số điện thoại 0399903128. Tác phẩm si phôi si không phải tác phẩm. Đấy. Một phôi si búp hồng. Cây này rất là triển vọng, rất là tương lai. Bác nào mà có nhã hứng muốn đầu tư cây này để làm gọi là tương lai thì cứ mạnh dạn. Điện thoại 0399903128. Đấy. Có nhớ giá tiền là bao nhiêu hả chị? Giá của nó là 120 củ. À, ok chị, 120 củ. Đấy. Chị Hòa là rất chi là pro ấy. 120 củ. 120 củ nhá. Anh em nhá. Si búp hồng 120 củ. Đấy. Toàn bộ cái phần hoành gốc này tôi và chị Hòa vừa đo là tính nhọn bù trừ thì là 300 này. Đấy, 300 hơn 300 nhá. Vâng, đấy, hơn 3 mét đấy. Điện thoại là 0399903128. Bác nào ưng thì alo. Rồi, cây tiếp theo đây chị. Đây, tác phẩm gọi là vươn lên rồi lại phải hạ mình đây. Đấy, một gọi là tác phẩm rất chi là quái. Đây, mời quý vị cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Đây, quý vị nhìn cái đường quái chưa? Đó. Quá quái luôn. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền nhá, quý vị nhá. Đó, chị cứ đo đi. Đo một phát rồi phần ý xem nào. Vị trí này của nó 1m10. 1m10, 110. Cao của nó 1m14. À, cao 1m14. Cái này bao nhiêu củ hả chị? 35 củ. 35 củ. Giá là 35 củ. Vâng, 35 củ. Tác phẩm xanh. À, đang bắt đầu lên đấy đó. Đang bắt đầu lên da vàng rồi đó. 35 củ nhá, anh em nhá. Anh em bổ kết thì alo 0399903128. 35 củ khoai. Đấy. Cây xanh Nam Điền. Rất chất luôn. Quá chất chứ không phải. Hay lắm, đường nó chạy như này cơ mà. Rất chi là quái cây. Đấy, vắt 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 này. Uốn làm từ bé. Ok chị. 35 củ. Cây tiếp theo, cây khế đi.
Đây, một cây khế, khế chua. Một cây khế chua đây. Đây, đây là chị Hòa ấy đi. Chị Hòa đo cái kích thước cho. Hành đế của nó 1 mét. 100. Vành 100, cái khế cực già. Chiều cao của nó 1m4. Vâng, cao 1m4. Đây, các bác nắm nhau kỹ này. Già chưa? Quá già rồi. Cái này mấy chục củ hả chị? Cây này của nó là 18 củ. 18 củ. 18 củ một cây khế, khế chua. Trên thuật chậu rất lâu rồi. 18 củ. Rồi, ok chị. Đây có cái gốc phôi xi. Gốc phôi xi 3 củ. Đấy, phôi xi 3 củ. Bác nào có thích thì điện thoại 0399 903128 nha. 3 củ với gốc xi về gọi là chăn nuôi. Đây, chia sẻ với cả nhà mình là một tác phẩm cần thăng. Cần thăng quái kìa. Đấy, có bộ ấy, có bộ 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 bệ ghê gớm chưa. Đấy, chị đo cái phần củ với củ trên bệ ấy. Đấy là phần bệ rồi. Củ ở trên bệ ấy, đấy chỗ ý. Vâng. Chỗ ý để cho 52. 52 cho các bác tham khảo. 52 nhá. Phần hoành ngang bệ 52. Cây này là mấy chục củ hả chị? Khóa của nó là 18 củ. 18 củ khoai. Đây, các bác nhìn bệ cần thăng này. Đó. 18 củ. Các 18 củ. Đây, cây xanh lá móng. Xanh lá móng ôm đá đây. Vâng. Xanh lá móng ôm đá. Rất nghệ thuật, rất phiêu. Cái này mấy củ hả chị? Cây này 5 củ. 5 củ à? Vâng. 5 củ, cực già luôn. Ôm đá già. Cái xì. Cái xanh quá già. 5 củ. Bao ship toàn quốc cho các bác. Cái này ship cho các bác mất mấy lít rồi. Đấy, một cây xanh là móng 5 củ thôi. Phiêu chưa? Rồi, bên cạnh đây một tác phẩm tùng La Hán này. Đấy, chị đo cái kích thước cây này đi. Đo kích thước cây tùng La Hán này cho. Cái này của nó là 47. 47. Cao của nó 1m10. Cao 1m1. 1m1. Thậm tùng này, rõ gì. Thân bệ dài. Cây tùng này búp đỏ nhá. Cây tùng búp đỏ dáng đẹp không? Anh em nhá. Cho cái tán bay của nó xem nhé. Vâng, chỉ đó đi. Tán bay của nó 1m2. Rồi, mười mấy củ hả chị? Cái này 18 củ. 18 củ. Đấy, một cái tùng. Tùng La Hán. Ok. Đây chị, tùng này đi, cái tùng này. Đằng dưới này có cái tác phẩm tùng rất đẹp luôn. Đây. À, vâng, một đôi nhá. Thôi để tí nó quay đi, tí đã cho đôi này vào đầu. Quay về bên này. Đây. Những cây ở cạnh đây, cây xanh này.
Đây cho các bác tham khảo cái đôi này, đôi long lùn này. Đôi xanh long lùn này. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng, cùng ngắm cái tác phẩm này. Đấy, đôi long lùn đấy. Cái gì ạ? Đấy, cây này cái chê bác kia bác ấy vừa tưới ít nước vào mà vàng chóe. À, cái này chị đo cái ấy nè. Đo tham khảo cái hoành có 2 cây nhá. Thân 67. Cao 1,5 m. Vâng, cao 1,5 m. Tàn chắc phải đến hơn 2 m đấy. Tàn của nó là 1,9 m. Vâng, đấy. Cái này mấy chục củ hả chị? Cây này của nó là 36 củ. 36 củ. Đây, hợp tác xã có 2 cây nhá. Đấy, 2 cây. Cây bên ý và cây bên này thì quay cho các bác này đây. Quay cho các bác tham khảo này. Một đôi xanh Nam Điền nhé, long lùn này. Bác nào có kết thì alo anh Hiệp 0399903128. 0399903128. Đấy. Một đôi long. Long lùn này. Đẹp lắm, chất lắm. Ui nhẹ thôi bà ơi. Vào máy của cháu là toi đấy. À, gì nhỉ? Cây này cũng 36 củ. 36 củ đấy. Là đôi này là 72 củ. Rồi, ở giữa. Vâng. Giữa một tác phẩm rất phiêu luôn. Đấy, cây văn nhân. Đấy, bà Tình bà ấy vừa mới tưới nhìn chất luôn. Đo cái thân của cái này nhé. Ok chị. Cái này báo giá cho anh em là 18 củ cái này nhá. Cái này của nó là 88 đây này. Hoành 88 nhá. Hoành 88. Cao của nó 1 m đấy. Ừ, cao 1 m rồi. Cao phết đấy. Giá là 18 củ. 18 củ. Ừ, 18 củ với cây xanh Nam Điền này. Đấy. Phiêu phết đây chị đùa này. Rất chi là phiêu. Vâng. Thần gốc của nó. 18 củ. Các bác kết thì alo 0399903128. Rồi đằng sau một tác phẩm đang thả nước. Đấy, chất chưa? Xanh Nam Điền đấy. Chất chứ, quá chất luôn. Đẹp, cái đẹp. Già, đẹp. Đã? Chưa biết bao tiền à? Chưa biết bao tiền thì thôi, cây này lại liên hệ anh Hiệp. À, 0399903128. À, các bác cần thì cứ lại liên hệ 0399903128. Đó, đấy số của ấy. Số của anh Hiệp. Một cây già chưa này. Đó. Không 0399903128. Một đôi tường vi này chú. Đây. Đôi nọ được bình tường vi này. Hợp tác xã đang có một đôi này nhá, một đôi lộc tường vi làm theo cái hình cây lộc cái lọ lộc bình này. Một đôi này là 50 triệu. 25 triệu một cây. Hợp tác xã đang có 2 cây. Đấy, một đôi cặp đấy. Đang có 2 cây như này. Đây, các bác này làm họ làm theo dáng giống cái cây lục bình. Em giữ cho chị đo cái phần đấy này. Đây.
Đây, đặt đây, đo phần to nhất này. Để cho các bác ấy biết được. Đấy. Bao nhiêu chị? 1m24. Đấy, bên này một cây nữa này. Ở các xã chỉ còn có bên này một đôi, bên kia một đôi nữa. Còn khoảng 2-3 đôi thôi, không còn nhiều đâu. Đấy, bác nào mà kết thì alo anh Hiệp 0399903128 nhé. Số của bác tổng quản vườn 0399903128. Đấy.